Được không mọi người? Được nha. Rồi thử một cái. Vậy thì bây giờ trong trường hợp giả sử làm cái Rhodes đi. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có Rhodes controller. Đó. Còn cái Rhodes controller thì ở trong này mình là với Rhodes, đúng chưa? Và chúng ta sẽ có cái folder Rhodes chỗ này. Đó. Và bây giờ vậy thì ở đây là cái bộ HTML gốc của chúng ta. Ví dụ như là nó sẽ có category nè. Vậy thì mình sẽ tạo một cái trang zip mới category. Đó. Và mình sẽ liên kết cái bộ HTML của người ta qua Left-hand copy inner, bỏ vô trong cái trang mới của Rhodes cho các bạn sử dụng hình cho shift F á, để căn chỉnh code lại ha. Vậy thì trong trường hợp này hình cho shift F căn chỉnh lại nè. Rồi và bây giờ ở đây chúng ta sẽ đi relay một cái. Rồi như vậy là lên được cái trang đầu tiên, cái trang đầu tiên. Vậy thì vô đây chúng ta tắt đi nhờ query string. Vậy thì ở trong cái template đây là cái chỗ category nè, thì chúng ta sẽ đi gọi tới Rhodes chấm hỏi bay bằng cái âm này luôn, được chưa mọi người? Đó, bay bằng âm này luôn. Rồi vậy thì bây giờ
bắt đầu dựng thử. Vậy thì ở trong Product Controller, cụ thể là cái hàm do guest hồi nãy nè, nếu mà các bạn muốn tắt thì chúng ta tắt xuống dưới, thôi tắt luôn đi. Vậy thì giờ tắt luôn ha, xử lý nhiều ở đây. Ví dụ như là mình gọi tới category ha, mình gọi gì chuyện của mình đó. Rồi vậy thì giờ lấy ra query string request guest parameter bê phở đó. Thì đó mình vừa đặt cái bê phở trong cái âm này cái nè. Rồi vậy thì ở đây if else if thôi, nếu mà bê phở mà chúng ta là category thì gọi cái hàm category lên mà xài xong chuyện đúng không? Rồi vậy thì xuống dưới này thì thôi, để cho đỡ mất thời giờ góp cái này dục qua bên trong đây. Như vậy là đi vào trong product nè, gọi cái file tên là category vào xài nè. Rồi đó ha, như vậy là chúng ta tách thành hai cái hàm. Đó, ví dụ có bốt chỗ này mình chạy xuống hay mình hay mình lấy dữ liệu đổ lên gì đó vân vân. Đó, chúng ta biết riêng cái hàm của mình. Rồi, vậy thì thử cái coi tới thời điểm này nó có load lên được những cái hoa ở trong cái menu này cho mình hay không. Chọn vào trong này cái đây nè, load được rồi nè. Và các bạn thấy gọi về product thêm cái query string b bằng category nè. Đó, load gì hơn, load về product nè. Rồi, tới cái chỗ special. Vậy thì bây giờ trong cái trang gốc của người ta, người ta cần có cái trang special. Vậy thì chỗ này chúng ta cũng tạo ra cái trang đó. Đây, new một cái file zip special ở đây. Đó. Và copy cái khu vực thay đổi nó qua. Vậy thì trong trường hợp này, left content bắt vô đây cái. Rồi, và trong này chúng ta sẽ có này, mình cho shift F và chúng ta relay nó. Relay cái. Rồi, như vậy là được cái trang special. Và mình lấy khu vực cái nổi thôi. Và bây giờ ở trong product controller LE chấm hết. Như hồi nãy cái mà mình làm về cái mà một cái serverless nó có nhiều cái đó. Vậy thì giờ mình gọi special lên. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có luôn gọi về product, nhưng mà chúng ta sẽ có cái trang special ở đây. Đó, vậy thì nếu mà cái đường link đó là special chỗ này thì mình đi gọi special lên, gom ra thành một cái hàm nữa, các bạn gọi lên special ở trên. À, rồi do đó cái hàm do guest của mình có hai cái xử lý. Rồi vậy thì thầy gọi vô đây cái xong rồi thầy gọi category nè, thầy gọi vô đây cái nè, gọi category, gọi special nè. Rồi vậy thì ở trong special này chúng ta sẽ đi load lên cái trang special. Đó vậy thôi, đây. Rồi đó, tới thời điểm này load lên được tương ứng. Rồi tới detail làm luôn. Vậy thì ở đây detail chúng ta sẽ đi tạo một cái trang detail.zip. Đó. Rồi copy cái mớ HTML của người ta qua. Vậy thì trong này đi tới left content copy qua, bỏ vô trong đây, function shift F cân chỉnh sạch nó ra. Rồi relay on một cái. Và trong template chúng ta chỉ ra tới detail. Đây, chúng ta có cái trang detail. Và bây giờ đi vào ở trong product controller, gấp nó ra thành cái trang detail. Rồi và chỗ này là detail. Như vậy là mình có ba hàm được ha. Và if cái vô đây nữa, chúng ta gọi về detail. Đó, các bạn thấy doGet bây giờ chúng ta là cái nơi gọi những cái hàm xử lý khác vào sạc rồi. Đây chúng ta có hơn nè,
category là special nè và detail nè. Detail can choose opinion gì nè. Nếu mà là detail thì chúng ta gọi detail lên sàn, nó bị bắt chia sẻ. Đó, chúng ta đó.